World Cup nữ 2023, Úc thắng thuyết phục Canada để đứng đầu bảng B. Giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển nữ Canada, đội tuyển nữ Úc đã vào vòng 1/16 World Cup nữ 2023 với tư cách là đội xếp nhất bảng B, trong đó, Hayley Raso là cầu thủ nổi bật nhất với cú đúp bàn thắng. Trước khi trận đấu giữa đội tuyển nữ Úc và đội Canada diễn ra, Úc là đội bóng bất lợi nhất trong việc giành một trong hai tấm vé vào vòng đấu tiếp theo. Đoàn quân của huấn luyện viên Tony Gustafsson chỉ có 3 điểm sau 2 trận khi bất ngờ để thua 2-3 trước đội tuyển nữ Nigeria ở lượt trận thứ 2. Nếu không giành chiến thắng ở lượt trận cuối, việc bị loại khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng giống như New Zealand là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Niềm hy vọng của đội tuyển nữ Úc được thắp lên khi ngôi sao số 1 của đội nhà là tiền đạo Sam Kerr đã góp mặt trên băng ghế dự bị sau khi bỏ lỡ 2 trận đầu tiên vì chấn thương. Ngoài ra, tiền đạo Mary Fowler cũng trở lại đội hình sau những vấn đề về tâm lý. Về phần đội tuyển nữ Canada, họ đang xếp thứ 2 bảng B với 4 điểm và có lực lượng mạnh nhất cho màn so tài này. Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc hết sức thận trọng. Bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút thứ 10 khi trọng tài chính của trận đấu tham khảo VAR và công nhận bàn thắng của Hayley Raso. Có được bàn thắng, đội tuyển nữ Úc thi đấu tự tin và tiếp tục tạo sức ép về phía khung thành của đội tuyển nữ Canada. Phút 34, tưởng chừng các cô gái của xứ sở chuột túi sẽ có được bàn thắng thứ hai khi Fowler tung ra cú sút tung lưới thủ thành Kylen Sheridan ở khoảng cách 6m. Tuy nhiên, VAR tiếp tục vào cuộc và xác định một cầu thủ của đội tuyển nữ Úc đã việt vị, bàn thắng không được công nhận. Chỉ 6 phút sau bàn thắng bị từ chối, đội tuyển nữ Úc đã có bàn thắng thứ hai. Từ quả đá phạt góc bên phía cánh trái, bóng bất ngờ đến vị trí của Hayley Raso. Tiền đạo đang khoác áo đội nữ của Real Madrid đã không bỏ lỡ thời cơ nâng tỷ số 2-0 cho đội nhà trước giờ giải lao. Sang hiệp đấu thứ hai, đội tuyển nữ Úc vẫn là những người nắm giữ thế trận. Phút 58, tiền vệ Caitlin Ford có pha đi bóng khó chịu bên cánh trái. Cầu thủ đang khoác áo đội nữ Arsenal thực hiện pha căng ngang và Fowler đệm bóng chính xác trước sự bất lực của hàng thủ Canada. Phút bù giờ thứ tư của hiệp 2, tiền vệ Fleming của đội tuyển nữ Canada có pha phạm lỗi với Gorry trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Stephanie Catley không có bất kỳ sai lầm nào để mang về bàn thắng thứ tư của đội tuyển nữ Úc. Chiến thắng 4-0 trước đội tuyển nữ Canada giúp Úc có được 6 điểm. Vươn lên dẫn đầu bảng D, ở màn so tài cùng giờ, đội tuyển nữ Nigeria và đội tuyển nữ Ireland đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Kết quả này cũng giúp các cô gái của Nigeria trở thành đại diện tiếp theo lọt vào vòng đấu loại với tư cách đội nhì bảng B. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.